Xin chào bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Phân Tích. Trong video hôm nay thì em Trường lên đây giao lưu gửi đến toàn thể quý anh em hai cái mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ thương hiệu Nhật là Citizen và Seiko. Và hai mẫu sản phẩm này thì nằm trong cái phân khúc giá tầm trung và tiệm cận với những dòng đời cao của thương hiệu Seiko anh em nhé. Đó thì nếu như đây là video đầu tiên anh em đến với kênh thì anh em nhắn lại cho anh Trường xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhé. Thì nói chung mình cảnh để theo dõi chiếc đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đó, và với mẫu đồng hồ đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho toàn thể quý anh em, nó là một chiếc Citizen với một cái phiên bản tầm giá nó rất là tốt, tiếp cận với anh em rất là dễ anh em nhé. Đó, loanh quanh đâu đấy hơn 3 triệu một chút là anh em đã sở hữu cho mình được một chiếc Citizen có đầy đủ những tính năng như lên cót tay, dừng kim dây đầy đủ cho anh em nhé. Đó, và với phiên bản này thì chúng ta sẽ có một chiếc Citizen với mã hiệu phiên bản này đó chính là NH8350 83A và đầu máy cái bờn là 8200 anh em nhé. Đó, với cỗ máy này thì sẽ có đầy đủ những chức năng như cắt tay, dừng kim dây đầy đủ cho anh em. Đó, và mức giá để anh em có thể sở hữu được phiên bản này là chính là 3,6 triệu, một phiên bản hàng mới 100% đầy đủ số anh em nhé. Và với phiên bản này thì anh em sẽ nếu như anh em theo dõi kênh của em ấy thì chắc chắn anh em sẽ liên tưởng đến một phiên bản Citizen với mặt vân Unice anh em nhé. Vân khắc trên mặt đeo nó cũng giống như ở những phiên bản này đó, nhưng mà tầm tiền nó cũng sẽ như thế anh em nhé. Nhưng mà cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có là mặt đeo màu trắng và trơn nhé, không có một cái vân Unice gì cả. Thiết kế của dòng Citizen thì anh em biết rằng là Citizen người ta thuần những cái đơn giản rất là nhiều, ở thiết kế 3 kim này, một ô lịch kép logo thương hiệu Citizen automatic và các phần kim cọc là giờ kẻ vạch. Phiên bản này thì người ta làm những cái chi tiết cọc vạch nó rất là thanh mảnh, tạo nên cái độ mảnh mai và đặc biệt hơn là cái độ tinh xảo trên phần kim cọc rất là cao anh em nhé. Với chiếc đồ này chúng ta sẽ có là kim giờ kim phút là kim lưỡi kiếm này, và một cái cỗ máy rất là bền bỉ ha, 8200. Cỗ máy này thì sẽ có gót tay, có dừng kim. Đó, và tần số động 21.600, độ tích cót 40 tiếng. Phải gọi là với những cỗ máy 8200 đấy thì có rất là nhiều mã máy 8000 đấy, nhưng mà thật sự với anh em là mã máy 8000 thì nó được mệnh danh là một cỗ máy nó bền bỉ. Đấy, bền bỉ trường tồn theo thời gian. Đó, và đặc biệt hơn là độ ổn định rất cao. Đấy, độ ổn định rất cao anh em nhé, nên anh em sử dụng thoải mái. Với phiên bản này thì chúng ta sẽ có là phần bên ngoài thì mặt kính. Kính của phiên bản này là kính khoáng cứng thôi. Đấy, trong tầm tiền này thì đây là kính khoáng cứng anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ có phần vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L. Và với chất liệu thép này thì anh em có thể thấy là nó được sử dụng rất là nhiều ha. Em Trường cũng đã nói rất nhiều về cái chất liệu thép này rồi. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có một cái đúng chỉnh được đạt được 3 giờ này. Đấy, hiệu mình đang rất đẹp đúng không ạ? Rồi chi tiết phay bóng ở trên phần thân vỏ. Đi kèm vào đấy chúng ta đã có một cái bộ dây thép đúc đặc rồi anh em nhé. Một bộ dây thép đúc đặc có một đường lai phay bóng ở giữa này, còn lại thì hai bên thì sẽ được phay xước nhé, khóa bấm hai bên cho anh em. Đấy, rồi phần đáy là chi tiết đáy kín anh em nhé. Đó, có đầy đủ những thông tin như là stainless steel này, Citizen watch này, độ chống nước là 10 mét nước nhé, anh em đi mưa rửa tay cơ bản. Rồi Japan Moment số CM của phiên bản này. Kích thước để anh em tham khảo về một chiếc Citizen với mã hiệu NH, đó chính là 40mm của cổ tay của anh em trên dưới 16. Đây, đối với cổ tay của em trên là cổ tay 16.5 nhá, anh em có thể thấy là đeo trên tay rất hợp đúng không ạ. Đó, và đặc biệt hơn là anh em thích một cái sự giản dị, một cái phong cách nó nhẹ nhàng thì anh em đeo cho em phiên bản này. Và đặc biệt hơn là phiên bản này là phiên bản dây kim loại, nó anh em đeo đi mưa rửa tay sử dụng với nước thoải mái nhá. Đó, miễn sao anh em đừng mang đi bơi lội là được, tại vì dòng này chống nước của nó có hạn, đầu đấy 50 mét nước thôi. Đó, nên tay rất đẹp đúng không ạ. Và mức giá để anh em chi trả cho phiên bản này chỉ có là 3,6 triệu là anh em đã sở hữu cho mình một chiếc Citizen rồi. Đó, Citizen với một phiên bản rất đẹp mắt như này. Đây là một sản phẩm đầu tiên anh em nhé. Đó, mức giá thành rất dễ tiếp cận. Tiếp đến chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Seiko với một phiên bản thuộc dòng với set, và dòng này thì em Trương về đợt này cũng rất là nhiều anh em nhé, có rất nhiều màu cho anh em như là màu xám này, màu trắng tinh, rồi màu trắng xanh nữa. Đó, và ngày hôm nay thì có một phiên bản
Seiko với Scottsdale với mặt đều màu trắng xanh nhá anh em nhá. Và chúng ta sẽ có mã hiệu phiên bản này là chính là SRPE 19J1. Đồng máy caber là 4R35 và mức giá để anh em chi trả cho phiên bản này thì chỉ có là 7,8 triệu. Hàng mới anh em nhé, hàng mới 100% đầy đủ sổ đó. Và đặc biệt hơn là với những dòng Seiko và Reset Cocktail thì anh em biết rồi, mặt đều của những phiên bản này rất đặc trưng, và đặc biệt hơn là những màu mặt khác nhau thì nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác và cảm quan nó khác nhau. Cho nên là anh em nhìn những cái dòng này ấy, khi mà những cái vân nó được làm và có những cái cuồng sáng chạy tia rất đẹp đúng không ạ? Và đặc biệt là những màu khác nhau thì sẽ cho chúng ta một cái phong cách nó khác lạ, mới lạ hoàn toàn luôn. Đó, và với phiên bản này thì anh em có thể thấy là dòng này thì chắc cũng không còn quá xa lạ với anh em rồi. Thiết kế 3 kim nhá. Đó, một ô lịch này, logo thương hiệu Seiko, dòng preset thì sẽ có ghi chữ preset ở dưới hướng góc 6 giờ này. Automatic này, made in Japan và đồng hành caber là 4R35. Phiên bản này thì đặc biệt là em rất là thích về phần kim cọc. Thì anh em nhìn này, kim cọc của dòng preset người ta làm rất là tinh xảo đúng không ạ? Và nó sẽ có những cái góc cạnh được phay bóng khác nhau. Nó không phải là phay bóng trơn trơn một mặt đâu, mà nó phay bóng nhiều khía cạnh. Cho nên là khi mà anh em nhìn cái phần kim cọc ấy, đó, nó bắt sáng từng góc độ khác nhau anh em nhé. Cho nên anh em nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Đấy, chúng ta nghiêng sang những cái góc độ khác nhau thì chúng ta mới thấy được cái vẻ đẹp của kim cọc của phiên bản này. Rồi với một chiếc đồng hồ Seiko với cỗ máy 4R35, cái cỗ máy mà thật sự với anh em là dòng preset ấy, thì nó là tiệm cận của những phiên bản đời cao, nhưng mà máy của nó thì đôi khi nó sẽ được trang bị những cái cỗ máy như 4R57 này, 4R gần như là máy 4R đời cao đấy, 4R57 thì cũng là tiệm cận rồi. Thế cho nên là về cái độ ổn định này, về sai số và về cái độ finishing trong phần cỗ máy của nó thì thật sự anh em không cần phải nghĩ. Đấy, tại vì độ ổn định của những cỗ máy 4R này đã được kiểm chứng rất là nhiều rồi. Đó, và nó có cái sai số này, cái độ ổn định và độ bền bỉ rất cao, cho nên anh em sử dụng không cần lo nghĩ nhá. Đó về cỗ máy. Rồi chúng ta sẽ có ở đây, đấy là phần cỗ máy bên trong. Còn về cái phần thiết kế bên ngoài, anh em nhìn cái phần vỏ này. Đó, độ finishing trên phần vỏ rất cao đúng không ạ? Phay bóng gần như toàn bộ và tạo nên một cái độ nét mảnh mai. Và đặc biệt hơn là cái phần kính. Đó, kính này là kính cong vòm anh em nhé. Seiko thì người ta làm cái dòng preset này gần như là kính cong vòm hết. Và đặc biệt hơn là khi mà có cái bộ kính cong vòm này thì chúng ta nhìn vào cái mặt đeo nó trông nó sẽ chân thực hơn. Nó tạo nên chúng ta một cái hiệu ứng nó rõ nét nhất về cái mặt đeo. Rồi với chiếc đồng ngoài chúng ta sẽ có bộ dây thép đúc đặc này. Đấy, bộ dây thép đúc đặc anh em nhé. Và một cái khóa bướm đặc trưng của dòng này. Đó, khóa bướm hai bên này. Đó, những đường lai phay xước phay bóng rất đẹp đúng không ạ? Vẫn là chi tiết lộ cơ anh em nhé. Chi tiết lộ cơ phần đáy có độ chống nước là 50m nước này. Đó, anh em đi mưa rửa tay, tắm rửa cơ bản, chống từ. Rồi Made in Japan, bạn máy 4R35 và 23 trên kính cho phiên bản này. Kích thước xe mặt để anh em tham khảo về chiếc đồng hồ này chính là 40.5 phù hợp với cả tay của anh em. Trên dưới 16 anh em lưu ý nhá, trên dưới 16 để anh em có thể tiếp cận được một phiên bản Seiko preset với một cái vân mặt đeo màu xanh, đó màu trắng xanh anh em nhá. Đó, có một phiên bản màu trắng tinh nữa cho nên là anh em có thể lưu ý, nhưng mà phiên bản màu trắng tinh thì nó sẽ có một cái kim GNT. Đấy, kim em xin lỗi là kim Tikkot. Đấy, được chảy dài từ hướng 12 giờ đến 4 giờ cơ. Đó, và phiên bản này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, thiết kế 3 kim một lịch ngày thôi. Đó, cho nên là anh em thể thấy là 40.5, một cái thiết xe mặt rất dễ đeo đúng không ạ? Và mức giá để anh em tiếp cận cũng rất là tốt, chỉ có là 7,8 triệu và hàng mới 100%. Và nếu như anh em nào có nhu cầu về hai phiên bản ngày hôm nay thì anh em liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 7782. Em sẽ người tư vấn trực tiếp cho anh em về những mẫu sản phẩm này. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ngồi được quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những chi video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.